เอารักสูงหญิงTrong khu rừng nọ, có một chú cáo nhỏ rất tinh nghịch. Một hôm, thấy có chú ếch xanh đang ngồi trên thành giếng. Chú định hù dọa cho ếch hoảng sợ. Bạn ếch hả? Mình phải làm cho bạn ếch giật mình mới được. Nghĩ ra cách gì đi ta? Phải chọc cho vui nha. Nghĩ ra rồi, phen này tiêu với mình. Ếch ơi! Hù nè! Hả? Ê, mất đà. Ê, cái gì? Ê, trời. À, cứu tôi với. Trời ơi, tự nhiên xuống giếng rồi. Giờ sao trời ơi, xuống đây sao lên giờ? Lên, đeo lên. Hả, tuột xuống. Lên. Hả, tuột nữa. Giờ sao vậy trời? Trời ơi, tiêu rồi, lướt xuống đây rồi, làm sao mà lên được đây? Trời ơi, hù làm chi bây giờ, bị té không biết nữa. Trời ơi. Đúng lúc đó, có bạn cừu hiền lành đang nhẫn nhơ ăn cỏ bên bờ giếng. Qua một đêm rồi vẫn không ai tới cứu mình. Hình như có ai đó. Ai ném mình vậy? Ai vậy? Cứu mình với! Có ai không? Cừu nghe thấy tiếng gọi, liền tìm kiếm. Ủa, là bạn cáo hả? Chào bạn cừu. Cáo ơi, sao xuống dưới chưa vậy? Mình khát nước nên tìm nước uống thôi. Bạn có khát không? Nước giếng như đâu có gì thế nào? Nước giếng hả? Vừa trong là vừa mát, thật là ngon biết mấy. Bạn sẽ thích cho mà coi. Hả? Ngon như vậy hả? Mình cảm thấy, nhưng mà làm sao mình xuống được đây hả bạn cáo? Dễ lắm, chỉ cần bạn xuống đây, rồi mình sẽ lấy thiệt nhiều nước cho bạn. Lúc đó bạn tha hồ uống mệt nghỉ luôn. Mình nói trước, nước trên này ngon lắm nha. Nghe cáo miêu tả vậy, cừu liền nhảy luôn xuống giếng. Thôi được, mình xuống đây. Ủa, tới rồi hả? Nước đâu có thấy giống như cáo nói đâu. Bây giờ làm sao đây trời ơi, mình sợ lắm, mình rất là sợ dưới này. Mình sợ lắm cáo ơi. Bây giờ làm sao thoát khỏi đây hả cáo? Dạ ạ ca, bây giờ á, cừu đứng đây đỡ cho mình leo lên trước. Sau đó mình sẽ kéo bạn lên. Vậy được chưa? Quang hô, ý kiến này hay quá, cáo thiệt là thông minh đó. Bị lừa rồi, mình đi nha. Nhờ có cừu, cáo nhảy vọt lên khỏi giếng. Thế là xong, nhẹ cả người. Nè cáo ơi, cứu mình lên với chứ. Hồi nãy bạn hứa làm sao, giờ sao không thấy bạn làm gì hết trơn vậy? Liêu liêu đồ ngốc, lần sau á chớ tin người khác dễ dàng như vậy nghe chưa. Liêu liêu. Trời ơi, đứng lại, đồ lừa gạt. Trời ơi, bạn đỡ lúc nào lừa gạt cừu như mình chứ. Làm sao mình lên được đây? Trời ơi là trời, bạn dụ dỗ mình xuống đây, bây giờ bạn bỏ mình hả? Cáo ơi, đứng lại. Cáo liền bỏ mặt cừu ở dưới giếng, rồi đi luôn. Hả? Ây da. Đây là đâu? Tối quá vậy? Có chuyện gì? Rớt xuống hố nữa rồi trời ơi. Mới thoát lên bây giờ rớt xuống nữa. Khổ quá.